โอเคสวัสดีสําหรับเอ่ออธิชนឲ្យមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកឲ្យសម្រាប់មុខងាររបស់វាថាតើយើងប្រើក្រាហ្វិកនៅពេលណាហើយថាតើយើងគួរតែសេរីឬក៏យើងធ្វើការ ប្រាំមុនតើគឺគាត់យកទៅប្រើសម្រាប់យកទៅកាត់កង់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនៅបង្ហាញពីមុខងារនៃរបៀបខ្លះៗនៅក្នុងការសេរីបន្តិចជាទូទៅក្រាហ្វិកភាគច្រើនបងៗភាគច្រើនតែយកទៅប្រើប្រាស់គឺគាត់ឃើញគេសេរីព្រោះអញ្ចឹងទៅគាត់ច្រើនតែយកទៅសេរីតាមគេឬក៏បងៗខ្លះគាត់យកទូសាប់ថតអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដល់ផ្ទះគាត់យកអាក្រាហ្វិកហ្នឹងសេរីទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានថតហ្នឹងអញ្ចឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសម
màu thư chỉ template rồi có sample xong mẹp dùng màu set nằm bộ phần sound system bởi dưỡng đối khí bản tế. Vì vô cả để dưỡng set này vì là sẽ lấy bộ phần microphone rồi bỏ dưỡng, bộ phần ampli rồi bỏ dưỡng, chỉ môi nằm bộ phần bar rồi bỏ dưỡng. Nhưng chắc vì vô ổn bộ phần bỏ dưỡng thì môi cứ xem cái này chẳng dưỡng ăn ách phở lùi biếp đưa chìa snang cơ bấy để bóng ổn phía chờn chờn tại pra tu tư. Rồi có bóng bóng lá dưỡng khởi anh quạt phở crossover. Quạt phở crossover hay quạt phở graphic nhé mà kháng xe mẹp 2 mà kháng xe mẹp sạp. Nhưng chắc là kháng sạp nó cứ quạt tờ lãng lô. Cái lô lô quạt tờ lãng hay tờ lô mít cái lô 2 nó quạt tờ lẹ cho. Nhưng chắc ta ca phở phải hành chắc vì trăm tờ đại tì. Hay ta dưỡng cua tại score cái lô rồi bỏ vía. Tha cái lô rồi bỏ vía vía miên bỏ mạng chắc á. Hay bỏ mạng cái lô đại vía bình khát bỏ vía hay nghĩ xuống nóng ca phở phải. Chẳng ai ní dương nâng chai mê lê bọc bà sao khắc khắc nâng không ca chơi rơi graphic hay nâng thật ta graphic nâng với miền bà màn sri nâng ai mô rồi bỏ dương. Chẳng tạm dạo video ní xứng không ta bóng bóng chết sri đầy khuôn ánh hồi chư xếch xử mẹp ca pra pra graphic ní cư dương vô từ phương chìa ca chìa ô bà con mũi xử mẹp cắt đơn lứ monitor miền bây dương dây bì monitor miền này tha ba xử mẹp nẹ linh guitar solo guitar ba rồi còn nẹ chiêng monitor thì con sẽ đặt xử lý xuân ánh kì vô tới pra xử mẹp cắt công bỏ việc. Năm một nghề sầm khán ở bộ graphic hay sầm nhạc crossover cứ chỉ ôp cổ mũi sầm nhạc bay bóng bồn hay sạp năng sáng như đau từ lứa sạch plain đối chỉ thùng hai rồi có thùng sạp rồi bỏ dương chân ở lấy dương cần lấy cho tới camera mũi tiết đầm bay khi mình thuê ca bằng hãng thà ta graphic rồi bỏ dương bia miền sri nạc lá là ai màu bỏ dương hay bia miền lấy chắp pi và màn từ nick cứ camera mũi tiết đầy dương zoom mà chết chân nhầm xong đã logo đối chỉ logo nick đối chỉ ai băng là lừa nè cho nhầm xong ô logo một hàng này với nhầm bài bóng bóng khởi lệ cột chắc xem graphic là bỏ dưỡng nên ai mô đấy cứ dương miền bay sử dị cứ dương miền bị đọc phém bị đọc bán dương miền khả bị chúa khả nạt cả đá lên cô bảo biết cứ bị xa mũi hay khả đại dương bây giờ dùng trên kế cứ một phây bị xa mũi một phây bị xa mũi cứ chia graphic mũi đại bây giờ dùng nó không ca bờ phê mình thay chỉ là cả nạ bên mình thay chỉ là cả nạ ọc đăng cứ phía chân cứ quạt phở graphic nhằng tay mà đó. Chẳng bà phê bì xa mối mà phê bì mau bì bì chùa nè bì chân nè dạ. Hãy xa mối cứ xa mối cho cơ rư có xa mối cơ lô. Anh nóng bình khả nạt bảo vệ. Hãy xa mối tầm lại rồi bảo vệ cả phê bì đọc pram. Mà chùa nè cứ tầm lại chất sắp. Bì xa mối tầm lại cao sắp chù mối nằm bà phê bì xa mối tầm lại rồi bảo vệ cứ mở rồi bà phê. Hãy xa mối graphic nè cứ chỉ ốp có mối xa mối bảo bóng bốn. Giờ tớ xa mối cắt công tầm lưu bà rác monitor rồi bảo dường. Chỉ tôi tới ba thằng ngon nó bên kia chỉ muốn là lên play là bỏ dương rứa có nè chơi riêng là bỏ dương chẳng biết phương dùng prapra và có đấy sẽ mẹp cắt con vào việc chẳng sẽ mẹp graphic cứ dương mơ dương p để bom pol prapra chỉ tôi tới cứ khơi phía trên bom phía trên nó cứ quạt giờ tới cứ quạt khơi cái sợi này chẳng quạt sợi tam kỳ bom một là anh đã chỉ này cái bởi điểm chẳng tới những khơi tôi tới cả phải nhầm toàn chết còn chẳng này dương khơi cái sợi chẳng sợi trong mắt là hai này đi màu sợi chẳng chắc là ca sẽ lấy bài mấy cứ ở trong tờ tì hai đấy bạn ở trong tờ vì vô ô bà co bao nhiêu thì mỗi cứ khó khó khăn nha ở đôi kia tì ở đang hướng tìm mùi microphone bao nhiêu có khó khăn nha ampli bao nhiêu có khó khăn nha bạc bao nhiêu có khó khăn nha chắc như bạn ai thì vô lùm nóm nà mỗi tam kế hay vô mà xét tam kê vô mà xét ô bà co bao nhiêu tam kế bán hay vô tựa bán bà con xâm lấy được kê tì ở đang hướng tìm mùi hướng tìm bí bong bong khá chân tờ vô graphic nắng vô mà thứ chia
miền này thà cọt phở mà chèn nè, làm chèn nè lười chẳng tới cọt phở sẹp sạp chẳng tới, chớ đâu cọt phở sẹp sạp cọt tảng là sạp này cọt lỗ sạp này cọt tảng à, hay cọt tảng lẽ cọt lỗ mít hay nâng cọt lỗ hai chỗ, chẳng, hay xưa cọt phở graph với chứ, cọt phở crossover cọt phở, chớ bao dương 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 tảng tảng lâu chẳng hay dương bật tảng lỗ mít nâng cọt lỗ hai bao dương hai chẳng dương phở crossover bán cái tiền, chẳng cá prà prà chỉ tu tới nâng không cá prà prà graphic bằng ôn thử sợi, tới tam phim chạy sợi này microphone nó bao dương. Phía chạy sát đây này em phí bọc rồi bỏ dưỡng. Chỉ mỗi nằm phía chạy sát đây này bà rồi bỏ dưỡng. Chắc thọ mà đá cứ dân đã biết nó normal. Bạn thân đây chúng ta cái đá. Rồi cả ai thật flat của bạn đấy. Chắc dân đã nói chúng ta cái đá tặng ạ. Nó được biết nó không có sát đây graphic cứ bạp nào. Hay bởi toàn mà thích dân thật đang cả lô bỏ vỉa. Cả lô graphic bỏ dưỡng là lời ưu tiêu thay dân dễ bị phê pizza mùi tùm bóng tới. Phùm phê pizza mùi ní vì cứ chơi graphic mới là bây giờ dùng chân kì. Hay bây giờ dùng nó không có phở phê nó sọc không ai mà. Mà thay chỉ lý bà tàm phùm. Ở cái đoàn bè này nó cứ bông bông phía chứ nó cứ phở tổng ọc đi. Nhưng những thứ qua cái lỗ bó phía. Cái lỗ bó phía vì lấy mán đó lấy mán xa mẹo cái lỗ sáp. Cái lỗ bị lấy mán đó lấy mán xa mẹo cái lỗ mít. Cái lỗ bị lấy mán tới lấy mán xa mẹo cái lỗ hai. Cái này để bông bông qua cái lỗ bó phía hết cứ nghi xuống nó không có phở phía. Vì mình không bị ca để dương xong thế. Cái này dương đang plong nó không có xong. Nhưng đang xí dô tắc hụt bì nà tư. Bà bông plong rụt bì nà tư xử rùl. Nhưng dương đang ăn đôi khỉa. Nhưng xa mẹo cái lỗ sáp. Cái lỗ sắp này cứ cái lỗ bị lệnh mà phê này. Cái nhé. Cái lỗ bị lệnh mà phê này đã lệnh mà rồi hà này. Mà rồi học xong tố. Cái lỗ bị lệnh mà phê đã lệnh mà rồi học. Nó cứ chia cái lỗ sắp. Hãy xem mẹ pi rồi. Pi rồi đó bầm bầy rồi. Nó cứ chia cái lỗ solo. Chúng mong muốn thử score cái lỗ với sân. Score một nghìn này chẳng có nì mùi sân. Hãy xem mẹ cái lỗ mà khế là hô thật đó. Mà phê khế nó cứ chia cái lỗ hai. Chẳng à ca phở phía cái lỗ đại dương phía chân đại dương chua bánh hà này không ca con đồng khăn nơi vào bọn bên bọn ở cái đó ở cái bao dương phía chân dương chua bánh hà phía chân nâng cái lỗ này phía chân cứ cái lỗ mít chung môi nâng cái lỗ hai à bi cái lỗ nó cứ phía chân cứ dương miếng bánh hà con đồng khăn đại xa à bi cái lỗ nâng chẳng dương thử squat chắc có bảo vệ hay bị dương trong sợi còn chẳng đại chắc bây giờ này dương squat cái lỗ mít nâng cái lỗ hai dương đăng ạ chắc có đại dương chắp đam focus tập bốn bắt đầu tập bốn cứ dương chắp bị lấy pi ở hà nâng lỗ đó lên bảy rồi nâng cái lỗ mít à để thưa anh đại chiến dương phía chiến qua chiến tới hiển công hiển tăng ha à, cái lỗ hai cái đối khí cái lỗ hai chập bị lệnh một khe lỗ từ đó một phẩy khe chắc dương thời đang than được p để dương trong sợi cắt có chiếm xếp hai microphone nó cứ dương thời sợi cái lỗ mid hay là cái lỗ hai cứ mình tới sợi cái lỗ sạp tì chắc dương thời đang cái lỗ vào phía phong mình chơi sợi tam mưa khơi khi cái đặt snake của bấy chơi snake của bấy tam kê tới khi nhạc la cọt hiệp bạc cọt rúa chẳng tới thọ tới giờ mà đã rịp luôn anh anh ấn cứ chia ca đại para mình trầm trồ. Tiếp ý dương anh ai phở crossover hái phở lư graphic nhân hái u mà thay dương phở channel lư channel khăn lư nó cứ smap sáp chẳng dương tao lãng sáp á. Buộc lỗ sáp biết đăng cái thế lỗ sáp chạp bị lên một phái đó lấy pi rồi chẳng tao lãng ai lỗ sáp vài sáp vài thôn. Phần tái à cái lỗ mid bật ở lên cái lỗ hai cái bật ở đây chẳng xua ta ta dương phở chẳng ta dương phở crossover ba bây giờ vậy bây giờ bật lư graphic ở lên nhau. Tôi bây dương phần bạc lưu crossover đó của việc chơi nhận cả đời. Vô dương bật lưu graphic ở đây. Chắc dương thử dương lại nâng tiết. Bà đây thà xe mẹo ca pra graphic. Cứ bong bóng sở đấy tại tam phim chạy sáng. Nên xe mẹo nó bỏ dương. Microphone, ba âm plea nó bỏ dương. Chắc bê đầy dương sở đấy phim ca đầy dương thử sở đấy graphic. Nhưng cứ bong bóng thử toát lưu chạy cơ mùi mùi nó. Sẽ đập cái lỗ mít hay cái lỗ hai nó bỏ viên nó ta xe mẹo cống viên này lưu chạy cơ mùi nè. Cái này để bọn bọn hướng viên lãng ở những buôn thị tới hay những bác men trên bì mít sơ rồi bọn dương lãng ở những buôn thị tới và những dương nghi xuống đập nó đang xâm lĩnh công nó bê để dương phở máy không cả chuyện. Cái này để bọn bọn phở nó sẽ rèn thầm thớ cứ bọn bọn chuyện tới ọt thẳng thì chuyện tới thu xâm lĩnh mà xả lạc là ô hay gọi mình xâm lĩnh công lãng này. Chắc phim chạy sáng nơi tam bà bà sao rồi bọn nhóm nó bê để dương xả rễ nơi lưu phần microphone đại biệt vừa xâm lĩnh dương tăng rồi còn xâm lĩnh bọn dương công lưu ngương rồi còn dương chuyện tới đích thẳng top trắng cứ dương thở sợi từ lưỡi cái lỗ mít nâng cái lỗ hai cái lỗ sáp cứ phía chân nhỏ sợi sợi thì anh ấy ta bị áp bao về sau rồi bọc nhom hai mươi bên tiết cứ bớt sân chỉ bong bồn chỉ tu tới bong bong phía trái này quạt prá quạt chân để phở premiser hai trên bị premiser máu rồi còn premiser bao dưới nó cho tới crossover bằng crossover rồi bao dưới cho tới EQ nè hay bằng EQ nó chen tới xong tới chen bị nó cho tới graphic bằng graphic tới crossover. Chẳng bạn ấy tha cứ bong bóng thử đăng bì ca pra pra chẳng hiện tập bóng thử score cái lỗ với sân. Cái lỗ bóng viết thoa mà đá về mình cái lỗ 2, cái lỗ mid, cái lỗ sạp. Chẳng bong bóng trong cùng nóng bong bóng trong phở graphic nóng xe mẹp ấy. Hay cùng nóng phía chẳng rưu có ca pra pra phía chẳng nóng cứ phở xe mẹp ta cắt công tờ lưu monitor bỏ dường.
ហើយបងបងខ្លះបាទឆ្ងល់ហ្នឹង monitor ហ្នឹងអីគេ monitor ហ្នឹងគឺអាបាសដែលនៅលើឆាកទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា monitor សម្រាប់អ្នកជិះគាត់ស្ដាប់សម្លេងខ្លួនឯងដូចជាអ្នកលេងហ្គីតាអញ្ចឹងទៅគាត់មានធុងបាសមួយនៅចិត្តគាត់ដើម្បីគាត់ស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់អាហ្នឹងគេប្រើ monitor សម្រាប់កាត់កង់ទៅលើអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាសម្រាប់ graphic ទី1គឺទី1គឺយើងអាចចំណាំឬក៏ set បងមកខ្លះគាត់ទិញនឹង i mod ខ្ញុំគាត់ថាបងមិន set ឲ្យហើយមកខ្ញុំយកទៅដាក់មកព្រោះខ្ញុំអត់ចេះសេរីទេអានេះវាមិនមែនយើង set ទុកឲ្យបានទេសម្រាប់ graphic គឺអាច set ទុកបានទេគឺយើងទៅធម្មតាយើងត្រូវដាក់ flat ឬក៏ normal សិនដាក់នៅចំណុចកណ្ដាលទាំងអស់អត់ត្រូវដាក់ស្មែងកបីដាក់អីតាមគេក៏អត់ទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងសេរីទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងសំខាន់យើងត្រូវដឹងកឡូរបស់វាកឡូរសាប់ពីលេខប៉ុន្មានដល់លេខប៉ុន្មានកឡូរ solo ពីលេខប៉ុន្មានដល់លេខប៉ុន្មានហើយកឡូរ high ពីលេខប៉ុន្មានដល់លេខប៉ុន្មានអញ្ចឹងភាគច្រើនអាសំឡេងកងសំខាន់នៅ microphone របស់យើងវាកើតមានឡើងនៅចំពោះតែកឡូរ mid ហើយកឡូរ high ទេហើយជៀសវាងបំផុតកុំបិទឲ្យអស់បងបងខ្លះភាគច្រើនជឿថាបិទអស់បិទអស់យកចឹងបិទអស់ហ្មងគេអត់ដែរធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដាក់ឲ្យវា normal សិនមកដាក់ឲ្យ flat សិនមកហើយចាំយើងសេរីតាមភាពជាក់ស្ដែងចង្កឹះមួយមួយទៅស្ដាប់ជាក់ស្ដែងទៅលើតាមបាសរបស់យើង microphone របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ graphic នេះគឺរបៀបនៅក្នុងការសេរីគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាទី1ហាមសំណុំពោគេថាបងខ្ញុំឃើញបងជួយសេរីខ្ញុំហើយមកព្រោះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំដាក់មួយឧបករណ៍របស់ខ្ញុំហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះទេអាហ្នឹងហាមពីព្រោះហេតុអីសេរីក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងបានថាសេរីទុកគឺហាមទី2គឺរបៀបដូចស្នែងកបីស្នែងកបីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអត់ចេះមិនដឹងធ្វើម៉េចឃើញគេដាក់ស្នែងកបីវត្តយកស្នែងកបីទាំងអស់ហើយទៅស្នែងកបីអញ្ចឹងអាកឡូមីតនេះបិទអស់លីងបើកតែកឡូហើយហើយកឡូសាប់ឃើញអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរមួយវិញទៀតគឺវិធីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែដាក់នៅ normal ចំណុចកណ្ដាលសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងស្ដាប់ជាក់ស្ដែងយើងអូសទៅលើចង្កឹះមួយមួយហើយភាគច្រើនសំឡេងកងរំខាននៃផ្នែក microphone របស់យើងនោះភាគច្រើនវាកើតលើតែកឡូ mid ហើយនិងកឡូ high ទេកឡូសាប់អត់សូវប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែក microphone ឬផ្នែកជ្រៀងរបស់យើងទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយហើយសួរថាចាំបងអាហ្នឹងយើងសេរីមិនយើងសេរីមិនសំខាន់ជាងគេនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងហើយយើងឆោតទៅលើចង្កឹះមួយមួយជាក់ស្ដែងយើងស្ដាប់មើលថាតើយើងចង់បានអីស្ទើអីអូថាយើងស្ទើហើយយើងសេរីទៅលើកឡូហើយកឡូហើយបើយើងគឺយើងដឹងហើយចាប់ពី 1k រហូតដល់ 20k អញ្ចឹងយើងឡើងមួយមួយមួយចង្កឹះមួយមួយមកហើយយើងស្ដាប់មើលវាស្ទើអីវាខ្សោយយើងឡើងលួចម្ដងតិចម្ដងតិចមកចឹងមកហើយភាគច្រើនបើសិនជាបងប្អូនលួចបងប្អូនត្រូវដាក់វាយើង flat តិចឧមាថាបើឥឡូវយើងចង្កឹះមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឧមាថាឧទាហរណ៍វាកង់លើចង្កឹះលេខ3ចុច 15k ខ្ញុំវាកង់អញ្ចឹងបងប្អូនតម្លាក់វិញលាក់ក្រុមតិចមកអញ្ចឹងយើងអាចចិត្តវិទ្យាយើងដាក់មកយើងស្ដួយតិចមកដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់វា flat អញ្ចឹងណាចានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងអានេះគឺការប្រើប្រាស់មួយដែលត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាសរុបជារួមមកគឺបងប្អូនមិនអាចថតទុកតាមគេបានទេអាហ្នឹងរឿងទី1ទី2មិនអាចឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងក៏សេរីឲ្យហើយហើយយកទៅដាក់មួយឧបករណ៍បងប្អូនទៅត្រូវគឺអត់ទេហើយពេលដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងស្រេតែម្ដងសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវដឹងចង្កឹះណាពីចង្កឹះណាកឡូលេខប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានទៅសម្រាប់សាប់សម្រាប់មីតសម្រាប់ហាយអញ្ចឹងយើងឆោតមួយមួយយើងស្ដាប់ជាក់ស្ដែងទៅបើសិនជាវាមានសម្លេងកងរំខានយើងតម្លាក់វាចុះមកពេលដែលយើងតម្លាក់អាសងខាងរបស់វានោះក៏យើងត្រូវតម្លាក់បន្តិចមកដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់វា flat ល្អនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំឃើញបងបងវាច្រើនពេលដែលគាត់មកទិញនៅ iMall ច្រើនតែសំណុំពោឲ្យយើងនឹងបងស្រេឲ្យខ្ញុំហើយមកខ្ញុំយកទៅដាក់ខ្ញុំអត់ចេះសេរីទេសម្រាប់ graphic មួយគឺมันអាចទៅសេរីឲ្យហើយយកទៅដាក់បានទេទី2ក៏มันអាចទៅថតតាមអ្នកណាម្នាក់ឲ្យយកមកដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ sound system របស់យើងសេរីដូចគ្នាបានដែរគឺអត់អាចទេអញ្ចឹងវិធីតែមួយទេមុននឹងយើងទិញគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែដឹងស្គាល់កឡូវាកឡូសាប់ពីលេខ20ដល់លេខ200កឡូមីតពីលេខ250ដល់លេខ800ហើយសម្រាប់ក្លោហាយពី 1k នេះរហូតដល់ 20k ហើយសម្រាប់ graphic ជាទូទៅនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងពេញនិយមទៅ3សេរីហ្នឹងទេអានេះគឺជាយើងប្រើជាលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាក្លោវាអត់គ្រប់ទេវាអត់គ្រប់31ចង្កឹះទេអាសម្រាប់215ហ្នឹងបងបងដែលប្រើជាលក្ខណៈគូសាហ្នឹងគាត់ប្រើជាលក្ខណៈខ្នាតទូចហ្នឹងគាត់ប្រើហ្នឹងឯងគាត់ចូលចិត្តធំអីញ៉ៃញ៉ៃទូរៈរបស់គាត់ខាត់ space របស់គាត់អញ្ចឹងណាតែបើយើងនិយាយទូទៅដែលប្រើទូទៅពេញនិយមហ្នឹងគឺ2231ហ្នឹងឯងហើយ231ហ្នឹងគឺប្រើសង្គមគ្នាហើយបងបងភាគច្រើនឃើញក្នុង channel YouTube អីហ្នឹងក៏យកបដោតទៅលើអាហ្នឹងដែរអា2231ហ្នឹងហើយសម្រាប់2231នេះតម្លៃ120ហើយយើងមានម៉ាក់មុនសិលសាល់របស់ថៃដែរណា
120 នឹងហើយសម្រាប់ DBX នេះតម្លៃរបស់វាតែ $90 ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បាន graphic ណាគឺអាច message ចូលក្នុង page ទៅហើយសម្រាប់ការដែលយើង set អានេះវា copy digital crossover បើ digital crossover យើងគ្រាន់អាចបង្រៀនពីរបៀប set កឡូ high កឡូ mid កឡូ solo យើងត្រូវសេរីមិនអញ្ចឹងយើងប្រាប់ជា Google ហើយយើងប្រាប់ចន្លោះលេខ variable ហ្មងដូចជា LPF ប្រមាណចន្លោះពីលេខប្រមាណឧទាហរណ៍18ទៅ20ឬក៏90ទៅ120 HPS អញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ variable ចន្លោះប៉ុណ្ណឹងគឺយើងសេរីទៅគឺព្រោះហើយតែឡាននេះគឺអត់ទេអត់មានរូបមន្តណាត្រូវសេរីមិនអីព្រោះតែសំខាន់យើងត្រូវដឹងចង្កឹះរបស់វាមួយមួយសិនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍យើងជាក់ស្ដែងទៅហើយបាត់យើងសេរីតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃឧបករណ៍របស់យើងបើកាលណាដែលយើងរៀបថ្មីគឺងាយទេព្រោះកាលណាដែលយើងរៀបមកសំណុំថ្មីអញ្ចឹងផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងគេរៀបឲ្យគេសេរីឲ្យហើយអស់ហើយយើងអត់មានអីត្រូវស្មុគស្មាញទៀតទេសេរីតែម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែយកទៅផ្ទះស្ទើអីយើងលួចតែបន្តិចតិចទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចសេរីបានហើយហើយសម្រាប់ graphic នេះជាទូទៅពេលដែលបងប្អូនប្រើ graphic នេះគឺអត់ដែរចោះ crossover ទេ crossover 234 224 EX3000 CB200 អាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជា crossover អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង graphic គាត់ control ចោលឡា crossover ពីព្រោះ crossover ហើយនឹង graphic នេះពេលដែលយើងដាក់បញ្ចូលគ្នាវាអាចសេរីអានេះគឺផ្នែក monitor នឹងការកាត់កង់ទៅលើ monitor លើឆាកទៅហើយ crossover សម្រាប់បាសធុងហាយនិងធុងសាប់របស់យើងយើងអាចសេរីបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាញីឈ្មោលអញ្ចឹងវាច្រើនគឺបើសិនជាយើងប្រើ graphic ហើយយើងកម្រអត់ប្រើ crossover ហើយបើបងបងខ្លះអត់ចូលចិត្តញ៉ៃញ៉ៃមែនតើគឺគាត់ប្រើ pre echo ហ្មងព្រោះ pre echo នោះវាដូចជាមាន crossover ហើយនឹង graphic ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏វាអត់មានក្លោច្រើនដែរព្រោះធម្មតាមកដែលប្រើ pre echo មុខងាររបស់គាត់សម្រាប់ប្រចាក់បាសដូចជាបាសតាមភូមិអីហ្នឹងគឺពេញនិយមហ៎ហើយបងបងដែលមានសាប់មានសងហ្នឹងគឺពេញនិយមហ្មងអញ្ចឹងគេប្រើតែ pre echo មកខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃឧបករណ៍ច្រើនញ៉ៃញ៉ៃឈឺក្បាលច្រើនប៉ុន្តែអានេះបើសិនជាយើងលេងជាលក្ខណៈ band អកដងអកេះអាហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែប្រើព្រោះយើងអាចសរេភាពជាក់លាក់មិនថាជាផ្នែកសម្លេងរបស់យើងមិនថាជាផ្នែកសាច់ភ្លេងដែលចេញមកពី mixer របស់យើងគឺយើងអាចសរេបានហើយសម្លេងតែងងឬក៏អីហ្នឹងគឺយើងអាចសរេបានទៀតសម្លេងងងនៅលើ microphone របស់យើងនៅពេលដែលយើងជ្រៀតហ្នឹងគឺយើងអាច set ទៅលើ glow mid និង glow high របស់ graphic របស់យើងបានទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧបករណ៍មួយវាអាចកាត់កង់វាអាចសរេណាកាត់កង់ណាអាលើផ្លែ microphone របស់យើងបានអាពេលដែលយើងជ្រៀងទៅជាផ្សេងយើងជ្រៀងនៅទីតាំងចង្អៀតទីតាំងហប់យើងជឿទៅលងងងអញ្ចឹងអាក្រាហ្វិកហ្នឹងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការសេរីសេរីកាត់វាបានល្អអាហ្នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រាហ្វិកអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមើលវីដេអូ online នេះសម្រាប់បងបងដែលចេះហើយគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីថ្មីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ពុំទាន់ចេះគឺគាត់នឹងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រាហ្វិកពីព្រោះក្រាហ្វិករបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់យកទៅជនួយតែសាច់ភ្លេងអត់ទេគេយកអានោះមកធ្វើការកាត់កង់ទៅលើបាសមុនទ័ររបស់យើងជាពិសេសបាសលើឆាកហ្នឹងគេហៅបាសមុនទ័រហើយតោះឥឡូវបងបងណាមានសំណួរផ្សេងៗអាចខមមិនសួរបានហើយសម្រាប់បងជួយបង្ហាញ215បន្តិច215មានវីដេអូថ្មីទៀតព្រោះធម្មតាវីដេអូយើងមួយយើងបដោតលើតែមួយណាដល់ពេលដែលយើងប្រើ215យើងនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតព្រោះកាលណាខ្ញុំធ្វើវែងពេកទៅវាបងមកគាត់អត់សូវចង់មើលទេធ្វើយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមកន្លះម៉ោងឬក៏35នាទីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងល្មមវីដេអូយូពេកកម្រមានអ្នកតាមដានណាអញ្ចឹងសម្រាប់215នេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ទាប់អញ្ចឹងសម្រាប់215នេះគឺវាគឺជា graphic មួយខ្នាតតូចបើស័ក្តិសមយើងប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបានបើយើង set band តាម pub តាម restaurant គេក្លោវាអត់គ្រប់ទេចកើវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងគេមិនសូវយំប្រើទេគេប្រើតាម2231ក្នុងពីច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ graphic នេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបតម្លៃម្ដងទៀតសម្រាប់215តម្លៃវា70ហើយ231អាខ្នាតកដាលពីជួរខ្នាតកដាលតម្លៃវា90ហើយសម្រាប់2231តម្លៃវា120ហើយយើងមានម៉ាក់ Monster ទៀតណាសម្រាប់ graphic នេះប្រតែថ្ងៃនេះគឺយកម៉ាក់ DBX នេះយកមកបង្ហាញគាត់ថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញបងបងវាច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនតែម្ដងគឺច្រើនតែពឹងឲ្យគេ set ឲ្យគាត់មានឧបករណ៍នៅផ្ទះហើយគាត់មកដល់គាត់ថាបងជួយ set ឲ្យហើយតែខ្ញុំជួបដែរបងជួយ set ឲ្យហើយមកខ្ញុំយកទៅដាក់នៅផ្ទះហ្មងព្រោះអត់ចេះស្រី set វាអត់ត្រូវពូ microphone អំភ្លីបាសផ្សេងផ្សេងគ្នា set មិនត្រូវហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2បងបងខ្លះក៏ឃើញគេប្រើអញ្ចឹងទៅឃើញគេសេរីប្រូអញ្ចឹងទៅក៏ថតទៅយកទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅក៏គិតថាការថតអញ្ចឹងគឺសេរីទៅដូចគេប្រូដូចគេណាព្រោះធម្មតាគេសេរីរំលើទៅមួយ microphone គេមួយបាសគេមួយអំភ្លីគេមិនបោះយើងខុសគ្នាចង់ដាក់មិនត្រូវដាក់ត្រូវទេអញ្ចឹងធម្មតាដាក់ normal មកហើយយើងក៏អត់ដឹងច្រឡោះចង្កឹះមួយមួយពីលេខប៉ុន្មានទៅលេខប៉ុន្មានសម្រាប់គីឡូសាប់គីឡូមីតគីឡូហាយ
chắc nó bây giờ dương chọn sợi à sầm lấy bao dương này microphone bao dương phía trên bắt đầu từ lưỡi cái lỗ mid hay là cái lỗ hai nè cái lỗ sắp kia sợi bắt đầu mà này chắc như thời đang cùng nó bao dương nó còn cà sợi dương sợi làm bay ấy làm bay ở trường thú làm bay của mọi việc con nghi ngóng rất coi dạng mày chắc như thời sợi từ lưỡi à chắc cả bảo viên nè chắc này cứ chơi ca chơi mày chậm lại đang nhắm mũi để bao mong phía trên quạt xua này thà là phải nhắm thở bị bệnh mạch hay dương thở sợi mạch hay phía chân dương sợi ok sợi dương hay giờ ta đạp thở cao đó hay phía chân khi thở sau này người bệnh ấy nó ta ta dương thở chân thầm thở ọt chắc anh ấy cứ chơi ca chạy em lại bỏ sọt bọc nhom đặt nhom thở phe hay cổ dương hiện pi bong bong đây coi mình bỏ sọt chở trên dương này hay chắc cổ dương thằng khai máu chỉ phim dương này bỏ dương sọt sạch đấy mắt mình đây tha xem đẹp graphic này vì cứ chỗ vào cò mối mình men xem đẹp ta chấm nối sạch play nhỉ dương ảnh vô bị tất cả công từ lưu monitor ba monitor nó hiểu tim mùi thì pí app này microphone bao nhiêu là bây để dương chiếu bị đưa xuống đấy ngu ngay nó cái dương giòn nó dùng mà cắt bị bàn chụp xe bong bong là mình đi tăng chẳng yên bây để quạt chiếu tới cứ xuống đấy ngu nó cứ nghe cả làng xuống đấy còn lần chẳng cái phở nó sẽ bẹp cắt chẳng cái chia thạp dây đồ bỏ vỉa hay chỉ tu tốt nữa bây để cái phở graphic cái cầm rõ phở ta graphic chứ cái phở crossover hoặc crossover nó sọc mai bao nhiêu bình dụng những cái cứ một phây pí sam một sắm tốt pin mà phải buồn pin phải buồn nó cứ chạy máu buồn chọa nó vì chạy máu bàn pin buồn đàm hay sắm pin sam buồn chạy máu cái hàng pin đập cơ nó chạy máu pin bảy đàm chẳng pin dốm mà hay nó ít bảy pon bộ mong lên ba tám phun mong anh ấy học bảy bọc nong hay bấm chắc cbp rồi buồn xử lý nó cứ pin dốm mà hay pin dốm khang mình tên cứ pin sam buồn nong pin mà phải buồn pin phải buồn chạy máu lõi chứ pin sam buồn tiệt bọn nó chạy mất tăng subwoofer ở tiền, sau đó pin sam bốn với chạy mất tăng lỗ mít hai vậy, hay pin phải bốn xử lý trong khối này cứ miền chân này một thiết cứ sau đó subwoofer mà trong việc cắt à xử lý mít nói mà chạm mạch phẳng xử lý mít tăng lừa chân này sập nông tiền, cứ chạy mất cứ chạy mất sập thay mà đó, việc cắt lỗ chứ pin sam bốn tiền, chân sau đó ai mất cứ dùng lụa opaco lên chỉ tràn, hay sau đó bong bong này có tinh opaco tăng on đấy hay có on jol, pin được biết phổ phe, được biết fm sấy cứ dùng bằng riêng đại free nhé, được biết set lưỡng cái chân này cứ dùng bằng riêng đại free, nhau mình cắt lôi thế. Vì vừa thằng on đấy chấm nét đang thằng on đấy vì sẽ để cả láng pì cả prang prai rồi bao nhiêu hay dùng phù hoàng ấy hay dùng sắc xà bát hàm bạn dùng miên tốn không cả chai mình lấy chấm nét đang thằng on đi hay xem ti tăng rồi bao nhiêu nhưng xong đã ti tăng tiếp bảo bảo na chọn chơi mà hang của bạn đấy nhưng xong đã bảo khi nhom miên làm pc a transfer size bốn khoảng bảo khi nhom lên open lơ pram tắc bi shopping cầm láng ọt bảo size bốn là dương dễ chơi với size số bốn khoảng nóng bình bishop bán tranh cầm lắng bao viết hai chiều bộ thòm mà đá nền đấy ca một thấy transfer rồi bao viết đôi chiều cho lọt bị ham vậy ta học chiêng ca một thấy nó dương lên bàn tập bị khoảng về và size bốn lên bàn tay về mình pin cầm lắng bao viết về vay bán thầm học số phi rồi này bishop ấy bộ thọ mà đã bishop bờ buôn khóp nhầm vay giờ ta xây á mà chúng ta nhầm phở xây á cái rồi bộ bishop lên khang phủ có với mọi phê phèm trong bờ sân nhập pin ngầm lắng mà viết dương on phát cái dương phở xây á xám đây hay pin khác nhầm đoạn đó xây á cái kỳ tiện buôn khóp á bây dương phở mà cú dương phở xây á đập pi bờ dương bờ phở mà cú bàn ta sẵn khát lưu ma ẩm lý thế này phụ âm ly là bỏ chân vì phụ đông lương ấn con đong ấn của bà này nhưng mình ai ở đầm lại xem mặt phía bỏ âm ly từ lừa ta chỉ nuôi tròn sờ trong bà này phụ đằng đông lương mấy con đong bảo viêm mấy màn vol màn ôm nhưng mưa ta mà đằng thiết là nhưng đằng thao viêm ôm mình ôm việc lăng bình nhớ này trong bữa quan đã xui nhóm tròn sờ sai rồi buồn quặp nhưng mà đằng thao âm ly trong mình bà ai chứ chơi đỏ tím á đỏ thọt à hàng con tím á nhưng mới đằng này ta đấy còn là nhóm thua đây nhóm anh gì bán cứ anh liên bàn mà cù nó bớt sai sập bùn cọp nương tại bây giờ trong đang thà vía pin vạt ót vía clang ót như thử mới con lòng vía màn ô màn micro hay tắt đồng phơi vía đồng phơi kì tầm hôm bữa nay như mưa nắng tiệt chắc như sổ đang thà dương liên bàn màn cọp chặt đại ok tả lại nhóm xong đã ở ti tăng của mẹ dương tích xem em grab với những khơi trà này dương bra chờ này cục nía cứ phở tu tới mời dễ tới tăm nhầm được tú xem em grab với nhá hà lấy nó cái miền là hỗn độn digital lo hay cho số ta digital là nó vừa khóc này mày digital vì chuẩn đánh spare đây chỉ PA2 direct PA hoặc cái này vừa phở nó vừa mạch phở EQ này thì
hay cái dùng máy crossover đây vì miền nó không năng ở hài dùng ai sẽ cắt con EQ bao viết nó lừa à digital drive này PA hoặc là PA thu nó ngay dùng sẽ nó lừa bản bùa nó bị mi EQ tiền chẳng bớt xin chỉ bong bong lắc quạt chơi nhẹ nhảy ôp co chơi chơi chi cơ bản tính digital phở mong nó có bản digital drive này PA thu mà monster sound từ lại PA hà hay PA thu monster sound từ lại buồn này hà hay video PA thu thì tiếp nhầm thường mà đón tiếp vừa bây giờ nhầm vừa tới cứ ekran nó mưa thơ khơi cho PA bộ PA thu thì nhầm tầm thường mà sao mấy cứ chút bà lộ trong bong bóng sùi mưa sùi vô là hai nhầm dễ cắt cắt cái này tiệt chẳng xem app bong bóng này qua miền là tập hiếp có ai phở digital drive PA thu rồi có drive PA học bàn này cứ phở nó bị chèn đánh thì mỗi bên miền tầm mà ôp cò và tại bên miền một người tầng ảo là bên miền tầng crossover bên miền tầng EQ dùng ai sẽ cắt con là lựa EQ vào việc ban dùng ai sẽ ban hay video không ca bình cứ nhầm miền này bong bóng ai chơi tới subscribe nó không chèn YouTube mà nhóm của bạn này ta lấy nhầm xong ta lấy tu sập nhầm thích lấy tu sập bị sai trong mùi năng Google mẹ bọc nhầm hay xem app iMod bao dương bớt xin chụp bóng phone chi pin bốn mua vào sầm pơ mía chi pin bốn mua vào sầm pơ mía mà play mình đi vốn bóng phone năng khơi miền play flow sai à trong bóng phone chi tam play flow sai nó mắc bóng phone mới chọn thì bấy cái đã sân cắt bằng lật á bật chuyền cho má bật chuyền cho má ở rồi ha smart iMod bao dương đây cả chuyền này te lên mà rồi mà play pram play lấy ផ្ទះលេខ25ផ្លូវ105ផ្លូវ105ទៅអាយុធ្វើការពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសំណួរឬក៏ចង់កំបាំង ai tiết dương đừng thưa video thay thay chúng mồi nong ôp cổ play thay mai tiết đối với crossover cbp rồi dùng phần biệt mai đào được biệt mai chắc trong bằng chạy lệ từ ta mà quay đây chúng chạy phần nào chúng chạy lệ phần nào hay quay đây chúng thưa cứ chúng upload cho tất cả trên YouTube ai mò lại trong bằng phone mưa tất mạn xa ở bán này mưa lòng mình từ đôi chiều cassette phơi ngay tầng đó cứ vừa dần khai dương cứ quân được phiên sầm lệ trong rupee cho bác lấy được ba chục bon đấy ai mò một biên một kì tại cái lỗ thì tiết tới miền ở quạt thưa to to khi tiết tới nắng nhiều đằng này hay đôi chị giải đấy phía thuốc gần chẳng này để nhầm tâm thư pin mà sao mấy nhóm cứ khi nhầm bình vô lùm ở đây rụp phim cho ba xem lấy cho ba tiền cứ nhầm phở camera đầu tập pin lại nằng trong viên gì số nằng trong ca focus từ lơ bình đạt bao nhiêu phong hay dưỡng over overview về phong trong vi viên gì số chẳng ở xem app ở ti tăng bao nhiêu đấy cứ bảo bom phun chọn mắt cứ anh chơi tam của mẹ đi các bạn đó nhầm đặt nên lượt capture bao nhiêu được pin được hàng khổm chỉ miền lệ bạch sai miền Google Map miền trên này YouTube hay đang trên này Telegram hay xem app bom bom nào để chọn chơi từ lượt cả para rồi cả rư từ lượt và có play nhà miền trên này đang sửa không cá tính ở bạn thay chai lựa chọn cô đỡ cứ cho từ không trên này YouTube bao nhiêu đấy cứ miền này rồi video tao cứ miền upload cho con lon tao chẳng ở vía vía nghe số thế là con cá tạm đán rồi có chẳng phải nhiều bật thay mình bật thay mấy nó cứ nhầm đặt con lon hay hay nhưng mà đại lục thì tại nhầm thời video hay nhầm tục là ngày trong mạch phay nhầm lục về vừa bọn lão có thay lại nhầm lục có tham bọn lại hay tục không cầm lục nhưng mà lục thì phụ dưỡng sao miền tây không cá phơi thế bon phượng đập អំពែប្រាប្រាំទឹកបានប្រមាណគ្រាប់ភ្លើងដំអំពែទូចភ្លើងដំអំពែប្រហែលបានតែ chúng miền đây thanh ở bên để dựng đằng pè là bỏ phơi là bỏ dưới dựng đằng thanh ẩm phì bầm màn vắt để cua để prà bàn pè năng ưu tiên hết đôi chiếc xe ẩm bốn cầm láng bảo viết mà quan buồn này vắt trong sơ viết sam sập pì khoab không bậc hang đập vào mũi khoab anh đang dựng phở bán thầm đọng pè phở bán tạm đào nữa phở pì đá bại lột phở bán tạm đào mày chắc xua thằng xe ẩm bốn mũi nó lên màn màn tật xe ẩm bốn này lên bốn tắc còm rối buồn khoab rứa cỏ thèm tắc còm rối pi khoab ốp lơ bề phết mày đại đốp hay mày đại pi tắc pi hay cầm lang mà pon pi ở vắt đại kệ bật xì cơ bảy pon vắt bốn pon vắt nè và tai bờ ốp lơ sợi khối monster sound sợi pi pon phay pi đôi chia âm vai đập bầm bảy mà rồi nó phèm tắc con rồi mền tai dùng phở xe am bốn như liên man đó bốn khoab chắc chầm lão chay tha phèm tắc nó chia ốp lơ sợi ấy hay mình bên ốp lơ chỉ nẹt xì phơi thôi cứ âm phơi để dương vô tao ốp ba nè tới chỉ nẹt xì phơi nó thở vô lại nè
riep phleing ok đong khna tuoy teu pra ai khla tam lai pon man chi tu teu nam thlop riep khna tuoy lobak bae chi 3000 chieng bong 3000 3 chlos pi 3000 te 3500 chi men thong sang khang leu line array 4 tak dop rư ko 3 tak dop ma ko hai thong sap 5 tak dop ma ko hai yo ampli yo phro 2 dam yo men premiser 1 yo men digital crossover 1 yo men pre phleu 1 microphone ma ko hai tu ra da ampli chlos pi 3000 te 3500 ane yo dak bishop bong le thong ae panang bong ba ផ្ទះ ខ្ញុំ 32 អំពែ ba xe a 3 lên bishop 5 tấc 4 គ្រាប់ lên បាន អត់ ហើយ ពេញ កលាង អត់ xe a 3 ទិញ មក ពី ណា សម្រួល សួរ សិន xe a 3 ទិញ មក ពី ណា ហើយ 32 អំពែ របស់ យើង យើង ប្រើ សម្រាប់ តា ampli ទាំង ទេ ឬ ក៏ យើង មាន ប្រើ ឧបករណ៍ ផ្សេង នៅ ផ្ទះ ទៀត ត្រូវ ទេ ព្រោះ ជួន កាល យើង ប្រើ អី ផ្សេង ទៀត នោះ ទាំង ហៅ ទូ ទួស ទូ ទកក សិន បោក អី ផ្សេង ផ្សេង ហើយ យើង អត់ បាន រាប់ ចូល មិន កើត បើ 32 អំពែ lên xe a បាន ហើយ មក ដើម អី នោះ ពោល ធម្មតា យើង មិន យក មក សម្រាប់ 32 អំពែ លេង តាម ampli 1 ទេ យើង មាន ឧបករណ៍ ផ្សេង ផ្សេង នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដែល ត្រូវ ប្រើ ប្រាក់ ប្រចាំ ថ្ងៃ ដូច ចាំ វា អញ្ចឹង ណា ទូ ទកក អី នោះ អា នោះ យើង ចាំ វា ហើយ បើ វា ចោត ទៅ ក៏ វា ស៊ី ដែរ យើង ក៏ ត្រូវ គិត ដែរ ហ្នឹង បើ សេ A3 របស់ Monster Sound នេះ គឺ លេង បាន Bishop 5 ទឹក 4 គ្រាប់ លេង បាន តែ សេ A3 របស់ ចិន អត់ ដឹង ទេ អត់ ហ៊ាន ឆ្លើយ ទេ ពូជាងការក្នុង CA 12 ហ្នឹងតឡើង CA 3ក៏មានដែរហើយលក់ធូធូទៅចឹងត្រូវដឹងទៀត CA ហ្នឹងច្រើនណាស់អ្នកផលិតច្រើនណាស់បើមើលវីដេអូឃ្លីបជុំមុនខ្ញុំបញ្យល់ហើយ CA 3ហ្នឹងកន្លែងផលិតអំភ្លីហ្នឹងມັນក្រុមរាប់រយរាប់ពាន់កន្លែងហ៎សំខាន់អ្នកផលិតហ្នឹងគឺផលិតតាមតែអ្នកទិញឯងអ្នកទិញចង់បានថោកផលិតថោកចង់បានល្អផលិតល្អចាំសំខាន់អ្នកទិញគាត់កំងគេរបៀបម៉េចនេះសំខាន់ចឹងបងតេ5500ប្រាប់ភ្លើងប៉ុន្មានដែរទើបត្រូវតេ5500និយាយតាមត្រង់នេះតេ5500នោះដែរប្រើខ្លួនឯងសោះដល់ចង់តស៊ូមេជាងពួកខ្ញុំអត់ដែរប្រើខ្លួនឯងនេះព្រោះអាហ្នឹងបើយើងលក់នេះមកដើមថ្មី1750តេ5500ណាថ្មីកេះ1750មកដើមហើយខ្ញុំអត់ដែរប្រើខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងមិនដឹងថាភ្លើងប្រាប់ភ្លើងប៉ុន្មានអត់ដឹងទេអត់ហ៊ានឆ្លើយព្រោះអត់ដែរប្រើនិយាយមែនអត់ដែរប្រាប់មែនបើធ្លាប់ប្រើទៅដឹងខ្លះតែបើមេជាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងដឹងតែមេជាងនៅខោមខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ស៊ីយូនេះហ្នឹងអរេមីសេចូលផេងតិចទៅខាងអេដមីនគាត់ប្រាប់ហ្នឹងមិនអីទេព្រោះខាងអេដមីនកាន់ផេងរបស់យើងគាត់នៅជាមួយមេជាងតើអញ្ចឹងគាត់អាចប្រាប់បានអីយើងឆ្លើយបានយើងឆ្លើយហ្នឹងមិនមែនថាទៅអត់ទិញអីវ៉ាន់ទេមិនយើងឆ្លើយទេសម្រាប់អាយម៉នមិនអញ្ចឹងទេតោះបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងទៀតទេអាច comment សួរបានដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទំនេរណាអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំង iMall របស់យើងគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហើយបងប្អូនចង់អញ្ជើញមកហាងអីអាចអញ្ជើញមកបានខ្ញុំដាក់ Google Map មួយទៀតចុះខ្ញុំដាក់ pin ខាងក្រោមហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់យើងបើបងប្អូនជិះពីម្បងមូវត្តសំពៅមាសទីក្រុងអូឡាំឆារបស់យើងហ្នឹងមកផ្លូវមនីវងមកបានថាពីលិចទៅកើតបងប្អូនមើលច្រកទី3គេដាក់សង្កាត់បឹងបលិតហើយខាងស្រាំដៃគេដាក់ប្រាក់សម្បត្តិលក់ម៉ូតូអញ្ចឹងបើបត់ស្ដាំហ្នឹងប្រាក់សម្បត្តិហើយតែបត់ឆ្វេងមកហ្នឹងi mall របស់យើងបាត់ឆ្វេង150ម៉ែត្រមក i mall របស់យើងនៅខាងឆ្វេងដៃផ្ទះលេខ25ផ្លូវ125អញ្ចឹងអាចមកតាម Google Map នេះក៏បានខ្ញុំដាក់ Google Map នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងคลิก Google Map ហ្នឹងមកជីតាម Google Map ហ្នឹងមកគឺអាចទីតាមរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងដូចជាអត់មានសំណួរអីទៀតទេខ្ញុំទុកពេល10នាទីទៀតណាបើមានសំណួរខ្ញុំមិនឆ្លើយបើអត់សំណួរខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការ live ឯងព្រោះនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ review ហើយនឹងនិយាយពីរបៀបនៅក្នុងការជ្រើសរើស graphic ទី2វាមានគុណសម្បត្តិអីគេហើយមុននឹងយើងប្រើនេះយើងត្រូវដឹងស្អីខ្លះដឹងកឡូណាកឡូឡូកឡូសាប់កឡូមីតកឡូហៃយើងត្រូវដឹងនៅពេលដែលវាមានសម្លេងកូនសំខាន់លើផ្នែក microphone ពេលដែលយើងត្រូវការជ្រើសរើសសម្លេងងងនោះត្រូវសរេកឡូណាខ្លះចាំបងប្អូនត្រូវដឹងកឡូរបស់វាដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការសរេតែពេលដែលយើងដឹងកឡូរបស់វាយើងងាយស្រួលក្នុងការសរេទេបើកង់លើផ្នែកមៃក្រូហ្វូនសរេតែកឡូមីតហើយកឡូហាយទៅកឡូសាប់មិនទេមិនជាចំណោតបានទេសរេតែ2កឡូហើយពីចិនយើងជួបជាងគេគឺកឡូមីតហ្នឹងមកដែលជួបបញ្ហាកង់ងូងហ្នឹងគឺកឡូមីតហ្នឹងច្រើនជាងគេមកចឹងអាហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់យើងដែលយើងជួបណាThank you.
hay một tiếp របៀប set phleung ca prepare digital cross server trai đai 26 ខ្ញុំ tầm thưa video mơ mảnh គុណ phiệp សំឡេង hay រូប phiệp ច្បាស់ mên tên chăng សម្រាប់ bong bong ឬក៏ bong bong đai chăng chế set phleung chmuoy nó DMX á đối chi 512 đối chi telecopter crocodile ấy tằng ơ nó cứ mơ trong channel YouTube ខ្ញុំ miên hay set trai đai PA2 nó cũng chăng đai bua ca bị đam lại ខ្ញុំ អត់ chế ខ្ញុំ hay game set គេ យក ខ្ញុំ $30 $50 គឺ chọn chẳng tới bây giờ không chắc nhưng bằng rùa mà việc clay mà hay quân ở phía video không có thứ bàn là ở đây buồn lỡ nhưng việc studio thay ấy trong nhưng đã chất tài mà nó cứ nghĩ xuống nó không cả mớ hay nhưng dễ cắt clay phải clump này mà nó chúng nó sầm khăn này mà nó hay ở dễ bị chạy cái tê trong bóng bóng này còn ấy có còn mơ vô này trong anh mơ nó không anh cho tôi subscribe nó không trên này YouTube bọc nhưng bạn đấy bộ trên này YouTube bọc nhưng còn biết đấy chúng ta nên nâng đá chẳng ai subscribe tới trong roll video được cả bằng riêng cả bằng hai cả chạy mình lấy chấm đẹp đăng xem xem cứ chấm đạn nó không trên này YouTube bao nhiêu tặng à trong mưa không nâng có bán rứa có channel telegram đó bọc nhung có bán đã ai mò nó chạy liền tới cứ mưa tới roll video tặng à mưa mà đo có bán đây chạy kia tới bởi chỉ chấm đẹp đăng mối rồi chạy to to kia tới chạy bán sàn tới trong cả cả prap phone play nó bao nhiêu căn tay tụm tụi chỉ muốn chẳng ok đôi chỗ mình sum nối tiền tế chẳng nhầm sum chập cả nai nón pì graphic quân sum bát thả bị giỏi năng rubik prata phần đó xem bóng bóng để trong bàn ủng cầu play trong riệp chỉ lẽ cái nào ok 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 đóng sa bị chôm sa mà sáp rung con complete ai mò dùm mình chiêng này mình chấm đến những bài sao cho ba lo nó không cả riệp cường tiếng anh đó ở vậy đại bị xét cứ mình thằng được biết là bóng ổn tinh ủng cầu nào cái đó giờ nó bằng riêng pì rubik prata ở off pì smart phim để ủng cầu năng hay dùng nông phần dồi pì phim khóc nữa rubik ủng cầu đi mui ở bàn tâm tới làm bài bóng bóng miền tôn cấp còn là con cá, sản phẩm chất là con cá tinh ở bản tâm trời, bà, ông con trai.